dân đòi xử nặng ông Thích Trân Quang, lấy lại niềm tin Phật Pháp cho nhiều người. Thời gian vừa qua, hàng loạt vụ việc lùm xùm liên quan đến Thượng tọa Thích Trân Quang đã gây rúng động dư luận trên cả nước. Các bài thuyết giảng lan truyền về vị sư này đang gây hoang mang trong mạng xã hội, bị cộng đồng phản ứng gay gắt và làm suy giảm niềm tin Phật Pháp đối với nhiều người, ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một vụ việc gần đây nhất, người ta còn nghi ngờ ông này còn làm dùng bằng giả cấp 3 để giả học lên cử nhân và tiến sĩ. Để làm rõ điều này, cơ quan điều tra đang bứt tốc để mà xác minh, điều tra về bằng cấp 3 và cả quá trình học tập đối với ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Trân Quang. Sau đó, khi mà có kết quả giám định và kết quả xác minh, nếu có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án này, khởi tố bị can về những tội danh như tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức hoặc là giả mạo trong công tác, quy định tại các điều 341, 359 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 341 đã quy định rõ, người nào mà làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị truy cứu mức cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra thì còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Nhiều người dân đã vô cùng bức xúc lên tiếng. Vị sư này phải nên xử lý thật nặng để các Phật tử còn có niềm tin vào Phật Pháp và cho các vị sư khác tu cho chính đạo có cơ hội được làm đúng người, đúng việc. Trong trường hợp mà nếu như kết quả điều tra là sử dụng bằng giả là thật, thì vị sư này không những phạm pháp luật mà lại còn phải gánh một tội cực nặng trong Phật giáo, người ta gọi là vọng ngữ, dối trên lừa dưới. Ông này thì quy y cho Phật tử, ông nêu năm giới và ông quy y cũng hứa không phải làm phạm phải năm giới. Vậy thì nếu như mà một người truyền pháp, giám pháp mà lại phạm pháp nữa thì tội phải tăng thêm một bậc. Tu hành là bước lên con đường sáng để giải thoát cho chính mình khỏi mọi khổ đau, chứ không phải là nghề để mà kiếm tiền mà cần bằng cấp hay là chức này chức nọ. Đã đến lúc nhân dân phải biết tuyên truyền, hãy là người tín ngưỡng thông minh. Rất nhiều thầy trong thời gian vừa qua không lo tu tập mà lại chỉ thích muốn nổi tiếng trên không gian mạng bằng những lời nói kèm với hành động trái với giới hạnh của một người tu sĩ. Quả thực đây là những thông tin đáng buồn. Xem lịch sử Việt Nam từ xưa đến thời kháng chiến, tôi rất tôn sùng về đạo Phật và kính trọng đạo Phật. Nhiều vị tu sĩ, chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ là nguồn cội đạo đức tốt đẹp, cùng đắp lên, xây lên truyền thống, văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc. Thế nhưng bây giờ tôi đã lầm rồi. Vì quá nhiều hành vi gian dối, phản đạo đức, phản pháp, xuyên tạc, nhục mạ sự hy sinh của các vị thương binh liệt sĩ, rồi thì người kháng chiến, nhiễm chất độc hóa học, vân vân. Rồi thì có những người còn vi phạm cả pháp luật của những người mặc áo cà sa, có chức vụ chủ chốt đã bị xã hội lên án kéo dài. Nhưng mà giáo hội lại rất bình thản, xử lý chẳng ra làm sao. Tôi mong rằng cơ quan chức năng phải thực thi Phật Pháp và luật pháp một cách nghiêm minh để lấy lại lòng tin cho xã hội, cho nhân dân. Một vị thượng tọa trụ trì ngôi chùa nổi tiếng đã cho biết, ngũ giới hay còn gọi là năm giới là những thứ căn bản nhất của người xuất gia phải tuân thủ, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, tức là không nói dối, dối trá, lừa đảo, không có uống rượu bia, ma túy. Thượng tọa Thích Trân Quang đã phạm giới luật căn bản của Phật, chế cho người xuất gia đó chính là vọng ngữ, dối trên lừa dưới. Hiện tại thì quy định phải có bằng cấp 3 mới được thọ giới. Đối với trường hợp của Thượng tọa Thích Trân Quang, không có bằng cấp 3
mà vẫn được thọ giới là không sai, bởi vì thời điểm đó người ta chấp nhận việc này. Theo điều 82 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định rõ về hình thức kỷ luật đối với các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm về giới luật, hiến chương. Quy chế nội quy của giáo hội tùy theo mức độ vi phạm, giáo hội sẽ xử lý theo giáo luật. Tại mục 3 điều 82 đã nêu rõ, thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị hạn chế quyền công dân do vi phạm pháp luật thì đương nhiên là sẽ mất tư cách là thành viên của giáo hội. Đức Phật xưa đã dạy, người nào mà biết nói lời ái ngữ thì kẻ đó là người có phước đức lớn nhất. Lời nói của chúng ta có một sức mạnh rất lớn. Sức mạnh của lời nói nó lớn đến nỗi còn có thể giết được một người hoặc cũng có thể cứu sống một người. Chính vì sức mạnh của lời nói như thế, cho nên trong sự thực tập của mỗi chúng ta, sự thực tập ấy cần phải cẩn trọng mỗi khi phát ngôn ra là một điều rất quan trọng, đặc biệt là trong thời đại hiện nay khi mà phương tiện truyền thông đang rất bùng nổ. Lời nói mà ái ngữ, trước hết phải tránh ngữ. Tránh ngữ hiểu đơn giản có nghĩa là lời nói chân chính. Khi mà ta nói lời lên chân chính thì lời nói ấy người ta gọi là tránh ngữ. Tuy nhiên, lời nói thì nó lại xuất phát từ chính tư duy hay là suy nghĩ của chúng ta mà có. Ta phải tư duy, phải suy nghĩ thì mới nói ra thành lời được. Còn nếu mà không suy nghĩ, không có tư duy gì thì không thể nào thốt ra được lời gì. Lúc đó người ta gọi là sự im lặng. Như vậy, muốn mà có được tránh ngữ thì ta phải có những suy nghĩ không hại mình, không hại người. Lời nói là ngôn ngữ đã được biểu đạt ra bên ngoài, còn tư duy là dạng ngôn ngữ. Suy nghĩ hay tư duy là ngôn ngữ bên trong tâm, cơ thể mỗi người. Những tiếng nói thì thầm bên trong tâm, từ chuyên môn người ta còn gọi chúng là tâm và từ. Nhưng mà tiếng nói thì bị thốt ra bên ngoài, đi ra khỏi miệng của chúng ta thì người ta gọi là ngôn và luận. Tiếng nói bên trong tâm ta là tâm thì tiếng nói phát ra bên ngoài là ngôn, tức là lời nói. Tiếng nói bên trong ta, tâm ta là từ thì tiếng nói phát ra bên ngoài là luận. Luận tức là sự phân tích, biện luận. Như vậy có nghĩa là khi mà lời nói của ta phát ra mà được ánh sáng của chánh ngữ, chánh tư duy soi sáng thì lời nói ấy người ta gọi là chánh ngữ. Còn lời nói của ta phát ra mà bị tà tư duy sai khiến thì người ta gọi là tà ngữ. Chánh ngữ thì đem đến cho ta bình an và hạnh phúc, cả những người khác nữa. Tà ngữ thì đem đến cho ta và những người khác những hệ lụy và những khổ đau. Như vậy, để thực tập được chánh ngữ, ta cần phải thực tập như thế nào? Để thực tập chánh ngữ, thứ nhất là không vọng ngữ, tức là không nói sai sự thật. Có gì nói đấy. Nói sai sự thật là có mà lại nói là không, hay là không mà lại nói là có. Thứ hai là không nói hai lưỡi. Có nghĩa là đến người này thì nói thế này, rồi sau đến người khác lại nói thế khác. Thứ ba là không nói lời thô ác. Lời thô ác là những lời nói thô bạo như là chửi thề, quát mắng, đay nghiến, bực tức. Những lời nói mang năng lượng nặng nề, thô trượng. Thứ tư là lời nói không nói lời thêu dệt. Lời thêu dệt là vẽ vời ra thêm những điều mà không có mà lại thành có. Những điều nhỏ thành lớn. Câu chuyện bình thường thì kể một hồi lại thành thê lương, ảm đạm. Lời nói ta không phạm vào một trong bốn điều trên thì có nghĩa là lời nói ta đang tránh ngữ. Nhờ có tránh ngữ cho nên ta phát khởi được ái ngữ. Ái ngữ tức là lời nói yêu thương. Trong cuộc đời này, từ động vật nhỏ như con kiến cho đến to lớn như con voi đều mong muốn được yêu thương. Như vậy, khi mà ta có thể nói lời những lời yêu thương thì ta biết rằng mình đang đem lại hạnh phúc cho rất nhiều chúng sinh. Khi mà nói được lời yêu thương với người khác, ta sẽ tạo được nhiều năng lượng an vui trong người ấy.
Khi mà nói lời yêu thương, ta cũng có thể khơi dậy được nhiều phẩm chất tốt từ những người xung quanh. Chỉ bằng ái ngữ thôi, ta có thể giúp được bao nhiêu người thay đổi cuộc đời, thay đổi được thái độ sống. Với ái ngữ, ta có thể biến một người từ khổ đau thành hạnh phúc, một người bất an thành bình an. Chính vì lời nói ái ngữ có sức mạnh lớn như thế, cho nên Đức Phật mới nói, biết nói lời ái ngữ là người có phước đức lớn nhất.